Chào mừng bạn trở lại với series Yoga cho người mới tập tại nhà. Mình là Sophie. Đây là video bài tập của ngày thứ 2, giãn cơ khi ngồi và mở khớp hông. Trong bài tập này, chúng ta sẽ ngồi xuống thảm và tập các tư thế giúp giãn cơ và mở khớp hông. Để bắt đầu thì Sophie sẽ giới thiệu những động tác chúng ta sẽ tập trong video này và sau đó người mẫu Tuấn Anh sẽ cùng tham gia bài tập. Bắt đầu với tư thế ngồi, khoanh chân, các bạn có thể sử dụng một cái khăn gấp dày và lót ở dưới mông. Sau đó chúng ta ngồi lên. Để làm gì? Để giữ cho lưng của mình thẳng. Bởi vì nếu như không có cái khăn thì người mới có thể là bị cong lưng con tôm như thế này. Thì dùng cái khăn hoặc là miếng gạch lót dưới mông. Sẽ giúp bạn giữ cho lưng thẳng và ngực mở. Rồi chúng ta xếp bằng hai chân trước mặt, co hai gối, mở gối sang hai bên, ngồi thật là thoải mái. Hoặc là chúng ta có thể đặt chân ở dưới bàn chân, dưới hai đùi và hứa hơi khép gối vào trong. Ngồi như thế này, xếp bằng chân cũng được. Rồi từ đây các bạn có thể sử dụng một hoặc là hai miếng gạch. Rồi chúng ta đặt ở phía trước và từ từ chúng ta úp bụng, ngực cằm hướng xuống sàn. Đặt cùi chỏ chạm sàn. Đối với người mới, trong tư thế này bạn lưu ý là chúng ta phải giữ cho lưng và cột sống của mình thẳng. Rồi từ đây nâng ngực, vai đầu lên, trở về tư thế ngồi. Hai tay đặt lên gối, vào bài tập con bò và con mèo ngồi. Hít vào, mở ngực về phía trước, cuộn vai ra phía sau, nâng cằm nhìn lên, căng giãn phần thân trước và cổ trước. Con bò ngồi. Thở ra, cuộn lưng ra sau, mắt nhìn xuống rốn, thẳng cùi chỏ, hóp bụng vào, căng phần cổ sau và lưng trên. Hít vào. Con bò. Thở ra, con mèo. Đưa lưng trở về giữa thẳng lưng. Hít vào, vươn tay cao qua đầu. Kéo giãn cột sống nhìn lên. Mở tay sang ngang chữ T. Thở ra, nghiêng người sang bên phải. Đặt tay phải xuống sàn. Đưa tay trái qua đầu. Các bạn hãy coi Sophie như hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương. Bên trái của Sophie chính là bên phải của các bạn nhé. Trở về giữa, hít vào, thẳng lưng. Thở, nghiêng trái. Tay phải qua đầu. Làm tư thế này 5 lần cho mỗi bên. Rồi trở về giữa, hít vào. Đưa tay lên cao với dài tay. Thẳng lưng, mở ngực, hạ thấp vai. Kéo giãn cột sống. Thở hết ra, xoay người sang bên phải. Đặt tay phải phía xuống sàn phía sau. Rồi chúng ta duỗi thẳng cột sống, thẳng lưng. Xoay vai phải ra sau, mắt nhìn qua vai phải. Hóp bụng lại. Hít vào, nâng tay cao lên, thẳng lưng, mở ngực nhìn lên, kéo dài cột sống. Thở hết ra, đưa tay trái ra sau, đặt tay trái xuống sàn. Xoay vai ra sau, mắt nhìn qua vai trái. Hóp bụng vào. Hít vào, trở về giữa. Đưa hai tay lên cao, mở ngực nhìn lên. Thở ra, đặt hai tay xuống sàn phía sau. Nhấn bàn tay xuống sàn. Các bạn lưu ý là chúng ta hướng các đầu ngón tay về phía trước nhé. Hãy nhấn bàn tay xuống. Rồi nâng hông lên, nâng ngực lên. Bạn hãy đẩy hông về phía trước và đẩy ngực hướng lên trời, mắt nhìn lên.
Trong tư thế này chúng ta sẽ cảm nhận được sức mạnh của đôi tay, đôi vai và cảm nhận được căng mở khớp hông nhẹ nhàng. Rồi thở ra, đặt hông xuống, chúng ta đổi chân. Đưa chân trong ra ngoài, chân ngoài và trong và thực hiện lại này. Hít vào, nâng hông, nâng ngực lên, mắt nhìn lên. Thở ra, đặt hông chạm sàn. Rồi chúng ta sẽ duỗi hai chân về phía trước. Rồi các bạn hãy duỗi chân về phía trước như thế này. Và chúng ta co gối phải lại, duỗi gối trái. Rồi các bạn, nếu như gối của mình bị nâng như thế này, đối với người mới thì không sao hết. Mình có thể lót một miếng gạch ở ngay cái dưới gối bên phải, dưới gối phải của mình. Hoặc là nếu chúng ta có thể đi sâu hơn được thì hãy nhấn cái đùi xuống một chút. Hít vào, nâng tay cao lên. Thở ra, gập người xuống chân trái. Rồi nếu mà nhìn ngang các bạn lưu ý, trong tư thế gập người xuống một bên chân này thì nhiều bạn sẽ bị lỗi là thẳng chân nhưng mà cong lưng. Thì các bạn hãy sửa bằng cách là nâng cái gối này lên một chút này, co gối lại và đưa bụng chạm vào đùi. Rồi hai tay cầm lấy bàn chân gập người xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mời người mẫu Tuấn Anh vào tham gia bài tập này. Mời Tuấn Anh vào đây. Rồi cùng ngồi xuống sàn, vào tư thế ngồi xếp bằng hai chân trước mặt. Có thể ngồi trên cái khăn như lúc nãy hoặc là ngồi trên miếng gạch này. Xếp bằng hai chân trước mặt, khoanh hai chân phía trước, mở gối sang hai bên. Rất tốt. Rồi, đúng rồi. Từ tư thế ngồi xếp bằng hai chân trước mặt này, rồi Tuấn Anh cảm thấy thoải mái rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ úp bụng, ngực cằm hướng xuống sàn. Với dài hai tay về phía trước, kéo dài cột sống, hít sâu nhìn về trước. Rồi đặt trán xuống miếng gạch, đặt cùi trỏ chạm xuống sàn. Đối với người mới chúng ta chỉ cần giữ ở đây thôi, miễn sao kéo dài được cột sống. Mở ngực, hít vào, cuộn vai ra sau, thở hết ra. Nhấn bụng, ngực cằm hướng xuống sàn. Trong tư thế ngồi xếp bằng hai chân gập người. Ở tư thế này chúng ta sẽ cảm nhận được sự căng giãn ở thắt lưng, cũng như nhẹ nhàng mở khớp hông và khớp gối. Hãy hít thở sâu vài hơi ở đây. Hít sâu 3 2 1. Thở sâu 1 2 3. Hơi thu cùi trỏ vào trong một chút để hạ được cùi trỏ nhấn xuống sàn. Và mở ngực, cuộn vai ra sau. Thả lỏng tâm trí, khép cùi trỏ vào. Làm sao chúng ta cảm thấy thật thoải mái ở phần vai, phần cổ. Hãy nhấn hông của mình xuống sàn, nhấn hông xuống miếng gạch. Thêm 3 hơi thở sâu nữa. Hít vào, mở ngực, cuộn vai ra sau, căng mở, giãn cột sống, kéo dài cột sống. Thở hết ra, nhấn hông xuống gạch hoặc xuống thảm. Cảm nhận sự vững chãi ở xương chậu.